Trước đây, tuyến đường này đã từng là nỗi ám ảnh của người dân tổ dân phố Nhân Thọ. Mặt đường chỉ rộng hơn 3 mét, không có hệ thống thoát nước, hàng rào xây kiên cố, nên mỗi khi mưa xuống, cả tuyến đường ngập trong nước, giao thông đi lại khó khăn. Để mở rộng tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, cán bộ phường Quảng Thọ đã tích cực phối hợp với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Nhân Thọ tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo nơi đây hiến đất, hiến tài sản để mở rộng lối đi chung. Được cái sự tuyên truyền như vậy thì chúng tôi cảm nhận được là đó là một cái lợi ích của thôn xóm cũng như của tổ dân phố, cái lợi ích lớn lao hơn, cho nên chúng tôi sẵn sàng hiến đất, hiến những cái phần mà vướng mắc giải tỏa đi để mà làm cho cái đường thẳng đẹp cho quê hương, cho tổ dân phố cho tổ đẹp hơn. Theo lời kêu gọi của cha xứ tổ dân phố Nhân Thọ, phường Quảng Thọ đến đây vận động, chúng tôi sẵn sàng vui vẻ mà hiện đất. Có chủ trương làm cái con đường này là tôi cảm thấy là đẹp vừa tuyệt vời. Bên cạnh hiến đất, người dân tổ dân phố Nhân Thọ đã đóng góp hơn 2,1 tỷ đồng cùng với nguồn hỗ trợ của nhà nước, bê tông đường giao thông trị giá hơn 7 tỷ đồng nối từ quốc lộ 1A vào đến nhà thờ giáo xứ Nhân Thọ. Mặt đường được mở rộng hơn 7 mét. Ngoài đóng góp tiền, nhiều hộ dân cũng đã tự nguyện hiến đất, hiến tài sản với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng để mở rộng đường. Được sự quan tâm của là Hội đồng Mục vụ, với bà con nhân dân cũng đã là đồng sức đồng lòng rồi cùng nhau để mà xây dựng lên cái tuyến đường khang trang sạch đẹp. Nhà thầu và cả cái đơn vị thi công đốc thúc nhanh tiến độ để nhân dịp là lễ Giáng sinh vào để đưa vào sử dụng cái tuyến đường này. Đến nay tại phường Quảng Thọ, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được mở rộng. Nhờ tinh thần đoàn kết của bà con nhân dân cùng nhau xây dựng quê hương, những nỗ lực ấy đã và đang giúp phường Quảng Thọ tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng khu đô thị văn minh hiện đại.